These are all the vegetables that we're gonna be using to make lẩu cá bóp. Basil, fresh basil right here. Bean sprouts at the bottom. This is cái này là ngò gai. It's kind of like, I don't know, sawgrass. Is it saw something? Saw. This is the cái này là ngò right here. There we got tomatoes, some lá tí tô. These are like crown daisies. Right here. Got some lemongrass, banana blossom. We're gonna have to cut this and slice it thinly. But isn't that pretty? And then you got like a fresh pineapple. This is ramon. Yeah, ramon. And then the noodles. That's what we're gonna. Tao thấy mọi lần nhạy qua lúc nào cũng có một dĩa thốn nó để tự cài thôi ơi. Cái này là tỏi với xả cơm quá. Một con nó hả? Một không, cái này da một con á, như là một con. Cái này kho mà kho. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn lẩu cá bóp. Nhà ăn chín. Wow. Đây là cái nồi lẩu nước súp lẩu cá bóp chua vậy thôi. Bây giờ múc vô cái nồi điện để ăn lẩu. Thơm quá. Nguyên cái cục steak vậy đó. Sợ luôn. Thấy ngon quá. Cái này quay mà thèm luôn á nè. Bị con cá hả? Đây là thứ sáu ăn thịt, bữa nay mình ăn cá. Nè, nước mắm mặn chứ không phải nước mắm ngọt. Bún rồi rau ở đây. Cái này chưa làm chút xíu này. Đó, thấy không? Wow. Chín lá của ngọn nha.